Xin được chuyển sang thông tin khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với UNDP tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu. Bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 7 năm 2021, thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 35 là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có thể tham gia nộp các ý tưởng và giải pháp của mình với nội dung xoay quanh 4 chủ đề: các giải pháp truyền thông sáng tạo để nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu hoặc giảm thiểu khí thải nhà kính, thanh niên khởi nghiệp với các giải pháp kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu, hiến kế các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai thuận theo tự nhiên và dựa vào tự nhiên. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến và mọi người cũng được bình chọn trực tuyến cho bài dự thi tại các fanpage của ban tổ chức Vì một Việt Nam xanh và Việt Nam Youth for Climate. Các đề xuất giải pháp xuất sắc đột phá sẽ nhận được phần thưởng trị giá và được Cục Biến đổi Khí hậu cùng với các cơ quan ban ngành khác tham khảo, tích hợp vào trong các kế hoạch chiến lược có liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.